Tôi nói cho ông biết là bắt đầu từ ngày mai hai mẹ con tôi sẽ đình công, không làm chuyện gì trong nhà này nữa. Ủa vậy là sao? Là từ nay về sau con không quan tâm tới cổ phiếu nữa. Vậy là hai người quyết định đình công phải không? Chính xác. Khoan khoan, ba ông nội trước khi đình công coi coi vết thương của con nè, con đau lắm á. Dẹp. Có ai đình công mà đi coi vết thương không? Con ơi, chỗ người lớn nói chuyện đi, chỗ khác đi. Gài quá. Cả nhà đi đi. Thôi rồi, coi rồi. Thấy rồi, thấy vết thương rồi, nặng lắm rồi, đi được chưa? Ồn ào quá. Trời ơi, con đau mà không ai quan tâm con hết đó. Bực quá. Con không bao giờ muốn làm chuyện này. Mẹ cũng vậy nữa. Trời đất ơi, mình á đâu phải là tôi tớ đâu mà ba con mới biểu gì cũng được hay vậy chứ. Chính xác. Nè, hay là hai mẹ con mình đình công đi. Đình công? Ờ. Nè, con nghĩ đi. Bao lâu nay mẹ sống trong cái ngôi nhà này, mẹ làm quần quật, có bao giờ ba con ghi nhận cái công lao của mẹ không? Đúng rồi mẹ. Rồi bây giờ con nghĩ tưởng tượng đi. Tưởng tượng mà những lúc mà không có mẹ thì nói cái nhà này á rối tung rối mù đúng không? Cái gì? Lấy một con cuốn sách đi nội. Con sẽ không tham gia vào thị trường cổ phiếu gì hết. Con bỏ hết. Con coi phải làm thế nào. Đúng rồi. Mẹ à, nếu như một ngày mà không có con với mẹ trợ giúp cho ba thì ba sẽ ra sao? Sẽ ra sao? Ông đâu phải là ông chủ mà hằng ngày xưa biểu cái gì người ta cũng làm. Lúc đó ba sẽ... Trời ơi, cổ phiếu đang có tổn xuất. Trời ơi, tổn xuất tắm mắt không chung. Tao đợi đâu, lệnh bán ở đâu? Lệnh bán nó bán liền, chết chết. Lệnh bán nó không có biết gì hết trơn. Trời, phải chi có thằng ảnh lên đây đỡ quá. Trời, nó làm cho mình bán cái chuyện này. Vậy là tiền bán trôi hết trời ơi. Mất tiền, mất bạc hết rồi. Ây da, ây da. Alo, Hạnh đó con giúp giùm ba đi, ba biết lỗi rồi. Trời ơi, giờ giúp giùm ba mấy vụ cổ phiếu đi con ơi. Trời ơi, nó đang xuống quá trời, không có con ba chết rồi. Anh ơi, ba biết lỗi, ba xin lỗi con, giúp giùm ba anh ơi. Đừng công đưa con ơi. Con ơi, dạ. Trời ơi, cái bố nó ỉ kêu quá trời rồi, sao vậy? Bây giờ con đang bận quá, coi chút xíu nữa con lên thay cho nó ra. Thôi thay, thả liền đi, để đi đó. Nó khó chịu, nó khóc bây giờ nè. Vậy thôi, ba nấu giùm con nha, ba nấu giùm con nha. Thôi đi con, ba ơi, ở đi hả bác hai. Cho con ăn, cho con ăn, cho con ăn, cho con ăn, cho con ăn. Minh, đi lên lầu kia ông nội xuống đây mà nội biểu. Dạ, ba với nội tính đình công thiệt hả? Chính xác. Trời ơi, ba với nội biết tính của ông nội rồi. Không có thành công đâu. Ba à, ba đừng có xúi dại bà nội đình công nữa. Đi. Kêu ông nội xuống. Ba với nội đã quyết định rồi. Hôm nay sẽ đình công. Ô ô, ai đó vô đi. Lê hả con? Ây da. Ba. Dạ ông nội ơi. Ba với bà muốn mời nội xuống phòng khách có chuyện muốn nói á. Trời ơi, gì mà ghê gớm vậy? Đây dạ. Có chuyện gì mà có cho Giao Liên đi mời đi. Dạ. Ừ. À. Cái gì con? Con đau bụng. Con đau gì? Nhức đầu à, đau bụng. Trời ơi. Trời ơi. Ai làm cái đầu con vậy? Hả? Rồi. Nội, con thì... đau quá. Biết rồi, trời biết rồi. Thằng bẩn chứ gì? Đúng rồi nội. Được rồi, để ông nội trị nó. Nội ơi. Giữ cô bò. Nội. Giữ cô ba đi. Con có quen thằng bạn kia dễ thương lắm nội. Hay là giờ mình đuổi thằng Mẫn đi, xong mình nhận nó làm con nuôi đi nội. Không phải, giữ cô ba. Thằng Long đó nội. Dẹp. Nhận nó làm con nuôi đi nội. Dẹp. Thằng Mẫn. Thằng Mẫn đâu? Dạ. Trời ơi là trời. Mày sao vậy? Mày sao vậy? Dạ. Hả? Tại sao mình là em mà tối ngày ăn hiếp anh mình hoài là sao? Con đâu có hiếp ảnh gì đâu nội. Còn không dạ, nữa hả? Nội quýnh con đau quá hả? À. Nó cũng đau kìa. Con bị đau nặng hơn ảnh nữa nội. Đau gì? Đau à, đau mà đau. Nội nhìn đây nội. Trời ơi. Ủa trời, con hai người lại làm gì vậy? Tôi nói cho ông biết là bắt đầu từ ngày mai hai mẹ con tôi sẽ đình công, không làm chuyện gì trong nhà này nữa. Ủa vậy là sao? Là từ nay về sau con không quan tâm tới cổ phiếu nữa. Vậy là hai người quyết định đình công phải không? Chính xác. Khoan khoan, ba ông nội trước khi đình công coi coi vết thương của con nè, con đau lắm á. Dẹp.
có ai đình công mà đi coi vết thương không? Con ơi, chỗ người lớn nói chuyện đi, chỗ khác đi. Dài quá. Cả nhà đi đi. Coi rồi. Thấy rồi, thấy vết thương rồi, nặng lắm rồi, đi được chưa? Ồn ào quá. Trời ơi, con đau mà không ai quan tâm con hết á. Vậy là sao, bà muốn cái gì? Tôi không muốn, ông là coi tôi như người ở không công trong nhà này. Ông nghĩ đi, tôi là, dù sao tôi là vợ ông, là bộ vợ một bác sĩ. Mà bắt bà vợ phải đi giết chi tiêu đi mua hành mua tỏi cũng yêu đây. Tôi không muốn bị đối xử như vậy nữa, cho nên tôi không muốn làm việc gì trong nhà này nữa. Còn con không bao giờ muốn là một giống như là bị đối xử như một tên nô lệ vậy đó. Làm quần quật có bao giờ được nghe từ cảm ơn không? Không bao giờ nghe hết. Mà lúc nào cũng đánh đập không mà, xỉ vô đầu không mà, có gì cũng đánh hết đó. Bây giờ con không làm nữa. Ba thuê ai về đó thì ba thuê đi, nhưng mà ba nhớ là tìm cái người nào mà chịu được cái tính của ba. Nhưng mà con nghĩ là không có ai chịu được đâu. Tôi nói cho ông biết, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ không làm việc nhà nữa, ngay cả thằng cu bo nữa. Kiếm người lo cho nó đi. Ở trong nhà này ai lo được thì cứ lo. À, giờ tôi hiểu ha. Phản kháng phải không? Phản đối phải không? Được, hai người muốn tôi chịu. Quang Anh. Ủa, dạ ba. Con á, bắt đầu từ ngày mai con kiếm cho ba một hai người nào làm việc nhà cho ba đi nha. Và tìm luôn một người để giữ cu bo. Nhưng cái tiền trả cho người đó, nói thằng Phúc nó trả tiền. Còn dạ, ba sẽ tự tìm cái người mà quản lý cái chứng khoán cho ba. Mẹ, anh, có chuyện gì vậy? Đoán rồi. Hai chị vô đây. Cảm ơn hai chị nhiều nha, tới đây giúp đỡ cho tôi á. Có gì đâu chị, nhờ làm vậy tôi có thêm thu nhập thôi mà. Dạ, vậy thôi có gì chị xuống dưới chị rửa tôi đóng chén nha. Dạ, dạ xin phép chị. À, còn em? À, dạ chị cứ yên tâm, em có kinh nghiệm giữ trẻ được 2 năm rồi. Vậy hả, vậy dạ, thì tốt quá. Vậy chị cho em hỏi cháu bé đâu ạ? À? Dạ chị, theo tôi. Dạ. Chào chị. À, tôi là nhân viên tài chính chứng khoán ở công ty Thịnh Vượng. Tôi có hẹn anh nhà tới đây. À, dạ dạ, vậy chờ chút xíu. Ba ơi, ba ơi, có khách tìm ba nè. Anh chờ chút xíu nha. Theo thôi. À, đến rồi đó à. Dạ. Ơi, thật là chuyên nghiệp có khác à ha. Đó, tôi có vài điều muốn hỏi anh, theo tôi. Dạ. Hai mẹ con mình ngồi đây có ai thấy không vậy? Như người tàng hình vậy đó hả? Dạ, đã đến lúc anh nên đầu tư thêm 20% thì sẽ tốt. Dạ. Dạ. Đúng vậy đó à? Ồ, vậy mà từ trước giờ tôi không nghĩ tới chứ. Phải đầu tư thêm à? Dạ đúng lúc rồi anh. Anh nhìn bạn em phân tích, anh sẽ thấy rất là rõ. Dạ. Công nhận cái mặt cô bò thấy ghét thiệt á. Nhìn cái mặt là thấy ghét rồi. Cô đảnh ẩm cô bò làm con đi pha sữa cái. Đình công. Dạ. Được, mình pha sữa uống nha. Dạ, con mời cô cho anh xuống ăn cơm ạ. Ờ. Trời ơi, phải chi mình đình công sớm là mình ăn ở không rồi. Ừ, chứ hả, có người dạ chưa bưng cơm dời nước cho mình. Mà mình ăn ở không vậy, mình ăn nó kỳ không? Thấy thì cũng kỳ đó, nhưng mà thôi cũng kệ. Dạ có canh rồi đây, mời mọi người dùng ngon miệng. Cảm ơn cô. Con về rồi. Chị về rồi, chị cho ăn cơm luôn nha. À, cảm ơn chị. À, con. Sao ba thấy được không ba? Cô thì nấu ăn rồi ngon á. Dạ. Chị nấu ăn ngon lắm, cảm ơn chị nha. Dạ, cô quá khen. Dạ. Nấu ăn rất là hợp khẩu vị của tôi. Rất ngon. Còn Cậu cũng vậy. Dạ. Tôi rất hài lòng với công việc của cậu. Thống kê cổ phiếu rồi hàng ngày rất là chu đáo, rất là tỉ mỉ. Tôi thích. Mời cậu. Ăn cơm đi anh. Dạ.
Đi làm à? Mẹ ngủ à? Anh, bây giờ không phải là thời điểm thuận lợi để anh với mẹ đình công đâu. Anh không thấy hả? Ba đâu có quan tâm anh với mẹ đình công bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày. Ba mời luôn người giữ trẻ với lại chuyên gia chứng khoán tới rồi đó. Em nghĩ anh nên suy nghĩ kỹ lại đi nha. Em đi làm á. Bye em. Mẹ ơi. Mẹ, mẹ. Mẹ nghe hết rồi. Con sắm mấy cái thứ này làm cái gì? Để thưa ba, con bảo đảm có lời mà ba. Ba không phải bỏ mấy trăm triệu vô chỉ để lấy tiền lời đi. Đó, nó phản đối đó. Đi uống cà phê thôi. Còn ba đâu được coi. Nè. Ba, con xin lỗi ba. Động não chút đi. Giờ là sao? Sao là sao? Con cộng mà cộng cũng không được đó là sao? Ủa, ủa sai hả? 54 cộng 19 bằng bao nhiêu? Để tôi mở máy tính tôi coi coi. Trời ơi. Nhiều đó mà cũng sử dụng máy tính là sao? 54 cộng 19 mà không biết. 54 cộng 19 bằng 37. Không, 73.